Thầy Lễ thân ái xin chào quý vị cùng với nhóm học trong tim. Xin thân chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước vào tháng 5, vào tháng sau là chúng ta đã bước mùa hè của năm 2021. Mặc dù Thầy Lễ cũng được trích ngừa Covid-19 rồi, cũng như quý vị khán giả khắp nơi đã được trích xong. Và bây giờ chúng ta lại có một tin vui nữa cho các em từ 16 tuổi trở lên 50 tuổi là được trích ngừa Covid-19. Cho nên mùa hè năm nay chắc chắn mọi công việc trở lại sinh hoạt một cách bình thường. Và báo cho quý vị, cho chúng ta lên được tinh thần thật là vui. Để trước khi vào chương trình cho Thành Lễ mạn phép đọc những lá thư thân thương mà hàng tuần quý vị gửi tặng cho chương trình Học Trong Tim để nuôi dưỡng cũng như giúp đỡ các em khuyết tật ở tại quê nhà. Lá thư đầu tiên của chú Hân Ninh ở Florida gửi tặng cho nhóm Ngọc Trong Tim $100 với một cái lá thư vỏn vẹn chỉ có mấy chữ thôi. Chúc các em luôn vui mạnh. Chú Hân Ninh, xin cảm ơn chú. Một lá thư rất là dễ thương của em Lộc Trần và em Quỳnh Trâm. Đây là một đôi uyên ương mà hai vợ chồng ở tại Minnesota gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim, kèm theo là một lá thư. Thân mến gửi Ngọc Trong Tim, vợ chồng em và dì Giáng Thanh trích từ số tiền hỗ trợ được nhận của chính phủ Hoa Kỳ để chia sẻ cho chương trình Ngọc Trong Tim. Hai em rất mong sớm trở về Cali tái ngộ quý khán giả, các anh chị em trong nhóm Ngọc Trong Tim. Dì em cũng rất xúc động khi xem chương trình Ngọc Trong Tim. Dì gửi lời chúc Ngọc Trong Tim ngày càng thành công trên con đường đồng hành cùng người khuyết tật trong cuộc sống. Và hai em Lộc Trần và em Quỳnh Trâm gửi tặng cho nhóm Ngọc Trong Tim là $200, cũng như dì Thanh gửi tặng cho nhóm Ngọc Trong Tim $200. Hai số tiền này được biết là trích từ tiền viện trợ mà giúp cho những người công dân Mỹ mỗi người được 1.400, thưa quý vị. Thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim xin cảm ơn dì cũng như cảm ơn các em rất nhiều. Và đây là một lá thư mà Thành Lễ muốn gửi đến quý vị trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Khi nhận lá thư cũng như nói chuyện với ân nhân gửi lá thư này, Thành Lễ vô cùng xúc động và Thành Lễ muốn thực hiện chương trình này gửi tặng quý vị ngày hôm nay. Lá thư gửi nội dung như sau. Hai Lễ, chị rất vui khi trò chuyện nói chuyện với em. Việc làm của nhóm rất ý nghĩa. Ao ước là Lễ và nhóm sẽ tổ chức một buổi live show ở Việt Nam cho những bạn kém may mắn. Chị sẽ gửi ngân phiếu sáng mai. Cảm ơn Lễ và các bạn trong nhóm. Thân mến, chị Quý Võ. Và chị kèm một tấm check. Và Thành Lễ muốn giấu sự bí mật này để vô câu chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ cho Thành Lễ được gọi chị Quý trên đầu lây. Chị đang ở bên Dallas, Houston, Texas. Sẽ gửi gọi phone. Nếu có gì sơ sót, mong quý vị rộng lượng bỏ qua cho. Và bây giờ chúng tôi gọi đến chị Quý Võ. Xin mời quý vị đón xem. Ông Nguyễn Văn Hải sinh ngày 2 tháng 7 năm 1942 tại Hải Phòng, Việt Nam. Ông tốt nghiệp trường võ bị quốc gia và trở thành một sĩ quan quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Sau biến cố năm 1975, ông với cấp bậc thiếu tá bị đi học tập cải tạo hơn 9 năm mới được trả tự do. Năm 1990, ông và vợ là bà Kim Liên cùng hai con Trang Đài và Huy di dân đến Dallas, Texas. Bất chấp tuổi cao, ông tiếp tục đến trường và lần lượt tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, lấy bằng cử nhân và cao học về nghệ thuật ngôn ngữ. Hello. Hello chị Quý ơi, em là Thành Lễ đây chị. Em đang phỏng vấn chị trên chương trình Ngọc Trong Tim và tụi em đang record cũng giống như là đang quay trực tiếp. Nên chị cho phép cho em được phỏng vấn và quay thực hiện này không thưa chị Quý? Ok, được em. Dạ. Trước hết em rất cảm ơn chị Quý và cũng cảm ơn quý khán giả đang xem cái cuộc phỏng vấn nói chuyện của hai chị em chúng tôi. Và thưa chị Quý ơi, hiện nay tình hình ở tại Houston, Texas của mình là tình trạng Covid như thế nào thưa chị? Bây giờ thì nó cũng, chị nghĩ cũng đã đỡ nhiều rồi em. Nhưng mà đều mình cũng vẫn phải cẩn thận đó. Yeah. Thành ra chị cũng không dám đi đâu nhiều lắm đâu. Yeah. Chỉ đi chợ búa tí định thôi.
Dạ. À, thành ra nhưng mà mình vẫn còn phải đeo mấy cái khẩu trang, Dạ đúng rồi. rồi mình cũng vẫn còn phải đứng cách xa nhau, cũng không dám đến gần nhau cho nhiều lắm. Thấy thương quá Thành hai ra mình chị cũng ha. thành ra mình cũng phải rất là cẩn thận em. Dạ cảm ơn chị Quý. Chị ơi, Không có gì. thưa chị Quý, hôm nay em có thông báo với khán giả Ngọc Trong Tim về Rồi. một chương trình phải nói là đối với em rất là xúc động, và đây là một chương trình đặc biệt nhất từ trước đến giờ. À, Thưa cảm ơn chị, em. có gửi cho em và nói chuyện với em qua phone cũng như nhắn tin cho em vừa rồi em đọc với khán giả, thì chị có thể nói sơ qua về câu chuyện ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là em đã giới thiệu về anh Nguyễn Văn Hải rồi, chị có thể nói sơ qua cái nguyện vọng như thế nào anh Nguyễn Văn Hải đã biết chương trình Ngọc Trong Tim, thưa chị? À, thì nghĩ là anh Hải rất là người rất là có tâm đạo, thành ra anh luôn luôn giúp những người mà kém may mắn. Thành ra chị nghĩ là anh cũng đã tìm tòi, cũng đã đọc để mà tìm hiểu được biết là Ngọc Trong Tim là một trong những cơ quan thiện nguyện giúp những người kém may mắn hơn mình. Thành ra anh mới có cái nguyện vọng là nếu như mà anh có tiền thì anh cũng sẽ giúp đỡ những người mà kém may mắn, và nhất là những người mà ở Việt Nam hiện bây giờ. Thành ra cái đó là một trong những cái nguyện vọng của anh, và anh cũng khi còn sống thì anh cũng vẫn giúp như vậy, bằng cách là anh giúp những con thú vật, rồi anh giúp những người người nghèo ở Việt Nam, như là những người trong chùa thì có nuôi những cụ già đó, rồi có nuôi những đứa bé. Thành ra anh gửi tiền về để mà anh giúp đỡ, và khi mà anh mất đi thì anh cũng cũng có một số tiền để mà cho hai cái ngôi chùa ở Việt Nam, là một ngôi chùa là giúp đỡ cho những người nghèo, à những đứa bé mồ côi, và một cái chùa là giúp đỡ cho các cụ già neo đơn. Thành ra anh cũng có hai cái số tiền để mà gửi về Việt Nam để mà gửi cho hai chùa. Thưa À, chị, thành ra dạ em cảm ơn chị. Phải nói còn một kia. tụi em và khán giả đang nghe thì phải nói là bắt đầu phải nói là xúc động, và tụi em bắt đầu hơi tò mò và tụi em cũng muốn biết rõ hơn. Khi anh qua Ở đây Hoa Kỳ thì anh đã học trên Master về Anh Văn đó chị. anh Văn, Dạ đúng thì rồi. anh làm Thì cái gì công việc sau này thưa chị? ok, thì khi mà qua đây hồi năm 75, à hồi sau 75 á, thì anh qua đây thì anh đi học lại. Thì mới ban đầu thì vì cái công việc làm ăn em, thì anh cũng đi là học về X-ray technician. Wow, À, xong rồi khi mà anh học xong chịu khó. cái bằng đó để mà đi làm kiếm cơm á, Dạ. thì anh lại trong cái thời gian mà anh đi làm thì anh lại tiếp tục đi học. Thì anh 2 4 năm, xong rồi anh học thêm 2 năm nữa thì anh có cái bằng master về Anh Văn. Dạ. À, chứ còn mà cái nghề của anh á, là ở bên đây á, là anh đi làm, anh làm ở trong nhà thương và chụp hình quang tuyến cho bệnh nhân. I À, see. à. À, thưa chị, ảnh qua đây thì ở gia đình về vợ con hay ba mẹ ảnh như thế nào thưa chị Quý? À, thì anh Hải là anh ruột của chị. À, Dạ. thành ra thì mẹ chị là người mà bảo lãnh anh Hải qua hồi năm bảy sau năm 75, là cái hồi mà đi diện HO đấy em. Dạ. Đó, thì anh Hải qua đây thì có hai đứa con với vợ, Dạ. thì chị hai vợ chồng đi làm, Dạ. rồi những đứa con thì đi học trở lại, Dạ. rồi bây giờ thì cháu nó cũng thành tài cả rồi. Thành Wow. ra Dạ. nhưng mà chị thì rất là buồn vì anh cũng không còn nữa, thành ra chị cũng buồn lắm. Thì thôi em không biết nói gì, và em cũng xin thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim thì cũng thành thật chia buồn đến gia đình chị và gia đình của anh Hải. Nhưng mà anh Cảm Hải ra ơn em. đi, anh vẫn làm một công việc phải nói là hữu ích, mà em nghĩ chị và gia đình cũng như rất là hạnh diện, và cũng như là chúng ta thấy khi ra đi anh vẫn cố gắng làm một việc nghĩa để giúp lại cho đời, cho cuộc sống. Thì đây là một câu chuyện rất hay đối với chương trình Ngọc Trong Tim cũng như các Cảm chương ơn em. trình mà anh Hải đã giúp.
Thưa chị, cho em biết rằng cái nguyện vọng trước khi anh mất thì Ngọc Trung Tim là một trong những nhóm hội từ thiện mà anh thương mến. Thì em nghĩ là chắc anh khi mà còn trên trần thế, chắc anh cũng đã từng coi TV hay là anh coi trên chương trình channel của Ngọc Trung Tim hay là như thế nào, chị có biết rõ về vấn đề này không thưa chị? Thì anh của chị thì anh hay coi phim, coi đài truyền hình Việt Nam hình như là SPTN thì phải. Cảm ơn chị. Và thành ra anh cũng biết rất là nhiều tin tức về qua những cái đài truyền hình Việt Nam. Nhưng mà thực ra thì anh không có coi nhiều đâu. Anh chỉ xem những cái chương trình nào mà anh thích đó, hoặc là muốn xem đó. Chứ còn mà những chương trình nào thì chị nghĩ anh, thứ nhất là vấn đề ca nhạc thì anh là quân nhân, thành ra chị nghĩ anh cũng chẳng có thích ca nhạc gì cả. Nhưng mà anh này anh lại dịch ra những cái kinh sách. Kinh sách hay quá. Thì anh dịch kinh sách từ ở đây, họ có cái chùa Tàu em. Thành ra anh đi cái chùa đó thì ông trụ trì đó, ông rất là thương yêu anh Hải. Là tại vì ông có kinh sách dịch từ tiếng Tàu. Thành ra ông lại nhờ anh Hải dịch từ tiếng Tàu qua tiếng Anh, xong rồi từ tiếng Anh qua tiếng Việt nữa. Thành ra chùa rất là thương mến anh Hải. Thưa chị, em cái này cho em cũng thương biết sau này anh bệnh như thế nào, thưa chị có thể chia sẻ cho em thêm. Thì anh khi mà sau này thì chị cũng anh rất là cẩn thận khi mà cái chứng đại dịch này đó. Thì anh cũng không có đi đâu cả, nhưng mà đều anh cũng đã mắc vào cái chứng bệnh này và anh đã từ trần sau 10 ngày nằm vào nhà thương và nằm ở đó 10 ngày thì anh từ trần. Thì chị nghĩ là tại vì mình cứ nghĩ là cái đó không phải là COVID nữa, mà là cũng như là bị sốt cảm này nọ đó em. Thành ra cũng không có để ý đến cái vấn đề đó nhiều. Hoặc là vì tin tức không được thâu nhập nhiều hoặc là sao đó. Thì anh không có, gia đình không có biết được là anh bị bệnh chứng COVID. Mà sau khi mà anh bị rồi mà vào nhà thương á, thì chị nghĩ cũng đã quá trễ đấy em. Tại vì cả 10 ngày sau anh mới vào trong nhà thương. Thì cái ngày đầu tiên á, thì chị gọi điện thoại vào để chị nói chuyện với anh Hải. Thì anh Hải có nói một cái câu như vậy. Thì anh nói là cái hồi năm 75 đấy em. Thì anh, cái nghiệp của anh nặng lắm. Thành ra anh phải chịu, anh ở lại để mà anh gánh chịu cho cả gia đình là anh đi phải đi tù. Tại vì trong hồi năm 75 là gia đình chị qua bên đây gần hết. Chỉ có kẹt lại gia đình anh thôi. Xong rồi thì tới cái đại dịch này thì anh cũng là người mà gánh cho tất cả gia đình. Thì như là anh, trong gia đình chị thì cho tới bây giờ thì cũng chưa ai bị cả. Nhưng mà anh là người bị rất là nặng. Thì anh có nói với chị một câu là anh đã bị cái nghiệp quá nặng đi. Nhưng mà anh cũng không có phải vì vậy mà anh buồn. Nhưng mà thì chị cũng nói với anh một câu là chị nói, nếu như mà anh Hải nói là cái nghiệp của anh Hải quá nặng mà phải gánh vác cho cả gia đình nhé, thì em cũng cảm ơn anh Hải đã gánh vác cho em, là cho em không có phải bị bệnh, cho gia đình không phải bị bệnh mà chỉ có một mình anh Hải bị thôi. Thì cái đó là một cái điều cũng rất đáng buồn. Xong rồi anh em lại phá nhau cười thôi, chứ cũng anh cũng biết là anh, chị nghĩ là anh biết là anh bị bệnh nặng và anh sẽ không thoát được em. Thưa chị, em nghe em xúc động lắm thưa chị, mà em nghĩ là em, đây là một câu chuyện khá hay mà quý vị, chúng ta rất hạnh phúc bởi vì chúng ta khỏe mạnh, nhưng phải có những người hy sinh giống như những người như anh Hải và như một số các y bác sĩ đã làm việc như đi tuyến đầu đó, những người đó đã tiếp xúc với những bệnh nhân rất nhiều. Qua câu chuyện này phải nói là làm cho em quay lại cách đây một năm mấy, là chúng ta phải nói sống trong cái khủng hoảng hiện nay, tuy nó giảm thiểu nhưng mà đây là những câu chuyện phải đáng tuyên dương và chia sẻ cho tất cả những gia đình. Và có những trường hợp giống như anh Hải hoặc có những trường hợp đang bệnh thì chúng ta cố gắng để chúng ta giữ gìn sức khỏe cho lẫn nhau. Thật là hay quá chị, chương trình chúng ta cũng không được nhiều lắm. Mà em tiếc quá, nhưng mà em hy vọng em sẽ qua bên Houston để gặp được chị. Nhưng mà chủ yếu là em muốn thắp một nén nhang lòng
đến với anh. Và em rất là em muốn ôm chị và em muốn gặp. Cảm ơn những đứa con của anh, cảm ơn vợ của anh còn lại đã cùng với anh, đã sống cùng với anh, một người vợ quá tuyệt vời. Thế chị, một lần chót nữa, chị có muốn nói những gì tâm tư tình cảm của chị cũng như thay mặt cho gia đình của chị gửi đến chương trình Học Trong Tim không, thưa chị quý? Chị cũng có một điều mà chị muốn tất cả mọi người ủng hộ nhóm Ngọc Trong Tim để mà mình có cái khả năng để mình giúp đỡ những người mà kém may mắn hơn mình. Thì chị rất là kêu gọi mọi người giúp đỡ em với lại những người trong nhóm để mà khỏe mạnh, có sức khỏe để mà tiếp tục những cái việc làm khó khăn này. Chị biết rất là khó khăn nhưng mà em đã làm được, và em, những người bạn của em làm được, thì chị rất là vui mừng, rất là hãnh diện để mà biết được Lễ và những người bạn có cái tấm lòng vàng. Chị muốn nói như vậy thôi. Rồi chị cũng cảm ơn là em đã có một cái việc làm mà anh Hải có thể giúp đỡ được. Thì đó cũng là một cái điều mà em đã giúp đỡ cho anh Hải đạt được cái nguyện vọng của anh. Chị cũng rất là cảm ơn, thay mặt anh Hải cảm ơn em. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị, em nghĩ anh Hải đang ở một nơi nào đó đang mỉm cười. Thưa quý vị, Thành Lệ được đọc lại, anh là tên là Nguyễn Văn Hải. Pháp danh của anh theo đạo Phật, anh là Minh Trí. Và anh thọ bao nhiêu tuổi thưa chị? 78 tuổi em. Và anh thọ 78 tuổi, và còn cuộc đời của anh đã dành cho đời, cho đạo, và ngay phút cuối anh cũng dành cho xã hội. Phải đây là một câu chuyện, một phiên ngọc quý đến với chương trình Ngọc Trong Tim. Và bên cạnh nữa là quý vị, chúng ta chia sẻ những câu chuyện này để chúng ta biết đến là những người đã ra đi như anh Hải, và nhiều anh Hải nữa sẽ đến với các hội từ thiện khác chứ không riêng vì Ngọc Trong Tim, để chúng ta chia sẻ cho đời này bất hạnh. Và thưa chị ơi, chị có thể chia sẻ phần quà mà anh muốn gửi tặng cho Ngọc Trong Tim cho đây không, hay là như thế nào tùy chị? Dạ, em nghĩ chắc không ngại đâu ha chị hả? Không, em cứ làm những cái việc làm của em, chắc là anh Hải anh cũng đã biết rồi, thành ra em cứ làm những việc mà thì em chị, cần phải làm. Em chưa nhận được tấm chắc và lá thư, nhưng mà tụi em có thể đọc số tiền của anh gửi đến Ngọc Trung Tiên thưa chị ha. Thưa chị, anh Hải đã dành một số tiền mà dành dụm với lại cuộc sống của anh gửi lại trong những cái hội từ thiện, được biết là tất cả 10 nơi anh gửi đến, trong đó Ngọc Trung Tim được một món quà để làm việc xã hội, đó là tấm chắc được 5.000 từ anh, gia đình của anh Nguyễn Văn Hải. Em thay mặt cho chương trình Ngọc Trung Tim cũng như các em ở tại Việt Nam xin thành thật phải nói nghiêng mình cảm ơn anh rất nhiều, và cũng như là cảm ơn chị Quý cũng như gia đình đã dành thời gian cho em được phóng sự này cho quý vị khán giả Ngọc Trung Tim đón xem. Xin cảm ơn chị rất nhiều, và em xin cầu chúc chị và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, và hy vọng chị em mình gặp được nhau nha chị ha. Và chị nhớ giúp cho em những cái tư liệu cũng như hình ảnh của anh, cũng như là những hình ảnh kỷ niệm của gia đình chị và cháu để chia sẻ cho quý khán giả của Ngọc Trong Tim. Rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Rồi chị sẽ cố gắng chị tìm những cái tấm hình, rồi chị sẽ gửi sang cho Lễ. Dạ. Em đã dành thời gian cũng khá là nhiều. Em biết chị bận rộn, em kính chào chị. Và cho em chào tất cả những người bạn và người khán giả của em ở bên Houston. Xin kính chào chị. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Như một viên ngọc đẹp giữa đời thường, ông Nguyễn Văn Hải không đem năng lực của mình để tỏa sáng cho chính bản thân ông, mà ông đã đem nguồn sáng từ trái tim góp phần thắp sáng cuộc đời cho những phận người bất hạnh. Ngọc Trong Tim xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của ông Hải và gia đình đã dành cho chúng tôi, và cảm ơn sự dõi theo, đồng hành từ quý vị khán giả. Đó là khích lệ và động lực cho chúng tôi trên con đường chia sẻ khó khăn với những người khuyết tật. Thank you.
con thuyền trôi trên dòng sông, sóng xô ào ào. Em về đâu từng ngày, ai đem giải phóng? Ôi đời em, người ta đòi quản lý. Em giữ được gì, em có còn chút thơ ngây? Ôi tuổi thơ trôi thật mau theo sóng xô ào ào. Em giờ đây đang đi vào cuộc mưu sinh. Anh hỏi em học gì nơi trường lớp? Em có được quyền học nói tiếng lòng mình? Ôi những điều mẹ dạy cho em, sống ở đời phải một lòng son, không lẽ nào chỉ là lời suông? Ôi những điều họ dạy cho em, đem lọc lừa gọi là trí khôn, sống bạc tiền mua bán lợi danh. Việt mình còn nhiều tang thương, nhưng mọi người ngoảnh mặt quay lưng. Xin em chớ học bài vô tâm. Em ơi đi ngược dòng dù khó vượt qua, đi ngược dòng để tìm về chính ta. Đừng xuôi theo lừa dối ba hoa. Em về đâu khi đời em chẳng thuộc về mình? Ôi tại sao tương lai mình em không tự quyết? Ôi Việt Nam còn đợi gì những kẻ ấy mà cầm